Xin chào tất cả mọi người, mình chào mọi người đã quay trở lại với xem vui. Hôm nay thì mình sẽ ăn đây. Đây chính là cái liên TikTok hay là giúp TikTok để chúng ta dễ một người đàn ông không biết mua mà
giúp được Tiên đường không còn nên đường rơi vào nơi trần gian sao?
là mình đó là có nhiều cũng cho chủ yếu là được tài trợ mỗi ngày ngô đó mềm khi anh như thần dài thôi thì đã lỡ rồi mình cho điều luôn em nha thật có mỗi là cái này thì khá là nhiều người hỏi nhưng mà cũng khá là mắc đó là sẽ là Huy chỉ mới tục chen chứ chưa có đú chen bao giờ. Nhưng mà nếu như sắp tối mà muốn thì mình có chen trên TikTok cho mình xem trên username mà ngồi hay mỗi TikTok của mọi người ta. Tiếp theo đó là chị Chen mà chia sẻ trên TikTok. Tài liệu trên là EP. Có em đang là ăn có sự thú đó này mình suy nghĩ được thôi chứ Gossip Story thì mình chưa có hiểu được cái nghĩa này ha. Rồi câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là có trả lời chưa ta? Tự qua chưa? Đó là đá chơi với nhau ơi như có rồi, hình như là cái câu số 4 là có rồi. Ở đâu chính là em
Ok, trường. Văn tá. Văn tứ. Đây chính là cái nơi mà Huy sẽ học ở. Đây là nơi mà Huy hiện tại đang học, và tiếp theo là câu đặc biệt. Ở câu cuối là Huy tạo. Câu trả lời của tôi đó là tạo. Ok, cái không dấu đạo của mình là bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn. Bạn nhớ là like share cho kênh YouTube cho mình. Các bạn rất nhiều để đến với cái mình mới ha. Ok, và các bạn hiện tại thì mình đã tiếp tục ở đây. Thì tiếp theo đó là mình sẽ có những cái hình ảnh và video liên quan đến mình và mình đã tổng hợp lại ở đây ha. Thì bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem để mọi người biết ha. Rồi, đây chính là cái hình. Đây mình sẽ cho các bạn coi hình. Đây. Đó là cái hình mà mình xin tội nước lễ lần đầu vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, thì ở lộn 2022, gần hôm trước. Thì mọi người có muốn biết thì mọi người hãy lên trên YouTube Huy Official, mình đã có cái đăng là đưa tất cả các cái hình này đưa vào ở trong cái video đó, mọi người hãy nhấp xem nha. Rồi cũng cái hình đó đây, đều là những cái hình đó ha, mà mình không biết là có cái nào thiếu không thôi. Đây chính là bánh rước lễ lần đầu của mình. Thì rước lễ lần đầu của mình có rất nhiều cái sự trải qua nên là cái gì đó ha. Bánh này đây chính là cái hình ảnh kỷ niệm rước lễ lần đầu bí tích hòa giải của ngày 20 tháng 1 năm 2022. À cái này xin tội này, rước lễ là 3 ngày sau đó là 6, 7, 9 ngày, đúng rồi trời. Thường là cái xin tội là thứ năm, Chủ nhật là ngày 23 tháng 7 ha, lẫn tháng 1. Đây là Sun 2018 được tài trợ bởi CGV ha. Năm 2018 thì chính là 4 năm rồi, chuẩn bị 4 năm ha. Đây chính là ngày Sun năm 2022. Đây, những cái ngày Tết của mình ha. Đây chính là những cái ngày Tết của mình. Đây, những cái ảnh chụp ngày Tết. Đây, quá trời luôn. Đây mẹ mình nè. Đây ăn tiệc Tết luôn. Tết năm xưa. Đấy Tết năm xưa. Đây. Và cái hình ảnh ha. Đây là hình ảnh mình đang rước lễ lần đầu. Thì mình ăn quay phim chụp phim nè. Đó. Đây chính là cái hình ảnh này của mình ở. Mình không biết sao mình chụp được à. Chụp cho là kỷ niệm. Ôi chết đừng tới đây được rồi. Rồi. Thì đây là hình em của mình đi đang ngủ ha. Rồi sau khi hết đống hình này rồi, ta sẽ đến với cái video video ở trên TikTok ha. Thì đầu tiên đó là cái video trứng rơi thì mình đã đăng ở trên YouTube, mọi người hãy nhớ xem nha. Họ được lên một quen. Trước khi mình đến với video thì mình đưa cái hình ảnh nội dung ha. Ok, thì mình sẽ nói với các bạn là mọi đường link thì mình sẽ đều để ở dưới phần mô tả, mọi người nhớ cứ xem nha, giúp mình với nha. Rồi ok, bắt đầu video ta. Rồi. Tạm biệt nhé, người anh yêu anh chúc em vui bên người. Vàng bạc cao xanh lấp lánh màn nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng, anh theo ai tình đã đau nàng. Và thiệt kỳ và nụ tôi yêu thương xưa đầy quên. Ok, và đó chính là cái video đầu tiên của trên TikTok của mình các bạn nha. Ok, đến với video thứ hai nè.
Bây giờ mình sẽ giải thích video này. Đó chính là khi chị của mình đang hát thì sau cuối video á, em của mình tự nhiên nói một cái câu giống với từ mình nghe đó, giống như cái từ in một đi, nhưng mà nghe mẹ nói thì nó là giống như, thì ra cái từ mà em của mình nói chính là bím môi đi, chứ không phải là im mồm đi ha. Bím môi, im mồm nó có khác như cái gì vậy? Rồi. Ê khoan, video tiếp theo sẽ là một cái video đầu tiên là có hai video, một video chưa chỉnh sửa, một video chỉnh sửa. Mọi người cùng xem nha. Video mà chị của mình đã chỉnh sửa. Ok, mọi người thích video nào nhé, để mình lại bình luận cho mình dưới nha. Ok, đến với video tiếp theo. Giáo cửa ai? Tôi Ok, xin lỗi mọi người nha, mình vừa đi về SPS xong xin phòng thì không kể. Bây giờ tiếp theo là video nữa nha các bạn. Cho các bạn xem thêm một cái video nữa. Và nếu hết video rồi thì mình sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Và mình nghĩ nha các bạn. Để mình lại còn làm gì nữa. Mình sẽ làm gì ha. Chứ mình không có đã đến gì trong như các bạn đâu nha. Bây giờ là thời gian để tôi bắt cái con này. Mọi người thấy không? Cái con này nó bự lắm các bạn này. Bắt nè, bắt nè. Ơ, sao không bắt được nhờ? Ở trên YouTube là được. Đâu rồi? Số em đi. Khi nào má có thân con dâu thì gọi cho em. Đêm dài lắm lúc phải cô đơn.
lâu ha. Để coi coi coi. À, hết rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục nghe bài hát để trước khi kết thúc. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số video của mình ở trên TikTok ha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết mục xem cá. Để cho những cái video. Đôi mình overnight, ghê đẹp nhất cả khu, ghê đẹp got the juice, ghê đẹp ghê đẹp ghê đẹp make it move, ghê đẹp got the crew. Đôi em local. Thì mình cũng không có tiền. Cái lúc này mình không biết là nói gì hết. Mình có đã nói im một đi hay là nói biếm môi đi thì mình cũng không biết, nên mình đánh đạt im một đi cho vui vui ha. Ok, bây giờ đến với tiết mục cuối cùng, đó là tiết mục hát của mình. Thì mọi người hãy ngồi cho mình. Sau khi tiết mục hát thì mình sẽ nghỉ và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Ok, chúng ta cùng nhau đến với tiếp tục nha. Let's go. Ok, tiếp tục nha. Em dài lắm lúc phải cô đơn một mình trước thêm. Em sẽ đến trong em thêm bonus thêm đôi môi mềm. Ngày đầu tiên đi ha. Hát bài đầu tiên mình nghĩ ha. Chẳng xa xôi đâu,
chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian tình thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đang nhớ đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và con tim cùng chung một nhịp khi ta qua đôi. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Ok, bài cuối cùng nha. Đợt theo dọn vang muôn ngàn lối, vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Giờ từng đêm qua đi lòng anh thêm xuân xa. Cảm ơn mọi người xem video nha. Yêu. Ok.